Đầu tháng 3, người mẫu Lại Thanh Hương thông báo trên trang cá nhân, cô và bạn trai Vũ Mạnh Hiệp đã chia tay sau 8 năm gắn bó. Thanh Hương tự nhận nguyên nhân do bản thân cô không chung thủy. Cô có tình cảm với người đàn ông khác. Khi Mạnh Hiệp phát hiện ra, cô đã nhận sai và chủ động chia tay. Một lý do Thanh Hương không muốn tiếp tục với bạn trai nữa là để anh sống độc lập hơn, bớt dựa dẫm. Hiện mỗi tháng, chàng người mẫu chỉ có 1 đến 2 show diễn, không đủ trang trải cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chân Dài không công bố người đàn ông mà cô có tình cảm, chỉ tiết lộ đó là một ca sĩ nổi tiếng, từng có nhiều ồn ào trên mặt báo. Thanh Hương cho biết, khi cô và Vũ Mạnh Hiệp căng thẳng, thì nam ca sĩ kia cư xử rất tệ, khiến cô thất vọng. Một nguồn tin thân thiết với Chân Dài chia sẻ, người thứ ba trong mối quan hệ của Lại Thanh Hương và Vũ Mạnh Hiệp là Yan Bi. Lại Thanh Hương là người mẫu gốc Hải Phòng, được biết đến qua nhiều cuộc thi với các danh hiệu như Top 15 Next Top Model 2010, siêu mẫu phong cách trong cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2013. Mối tình của cô và siêu mẫu 2011 Vũ Mạnh Hiệp được nhiều người ngưỡng mộ. Lúc đấy là Hương đi học lớp người mẫu và gặp Hiệp, thì hai đứa gặp nhau cách đây khoảng 8 năm và quen biết nhau 8 năm và yêu nhau chắc khoảng được 5 năm. Trước Tết 2016, cả hai từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới, dự định diễn ra vào cuối năm.